Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 155. Dương Bách Xuyên hoàn toàn cạn lời với con chim khốn kiếp này. Hắn im lặng hồi lâu, không nói chuyện với nó nữa, nếu nói tiếp thì hắn sợ mình sẽ chết vì đau tim. Muốn trốn một mình á? Đừng mơ. Nhưng chim khốn nói một câu rất đúng, cho đến giờ độc giác song Dực Long vẫn chưa làm gì hắn, tạm thời hắn vẫn an toàn. Ngoài ra còn có một điều chim thần ma nói không sai, hắn có thể tiến vào không gian bình càn khôn. Trước đó hắn bị độc giác song Dực Long bắt là vì không kịp phản ứng. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có chuẩn bị, cho dù độc giác song Dực Long muốn ra tay, hắn cũng có thể thầm niệm rồi trốn vào không gian bình càn khôn. Song Dương Bách Xuyên cũng biết trốn tránh không phải biện pháp, hắn không thể ở lại không gian bình càn khôn cả đời. Cho nên Dương Bách Xuyên nhanh chóng động não. Đến bây giờ độc giác song Dực Long hay còn gọi là Côn Long vẫn chưa ra tay với hắn, chứng tỏ tạm thời không có gì nguy hiểm. Có lẽ tiếp theo hắn nên thử giao lưu với độc giác song Dực Long này. Theo lời chim khốn, độc giác song Dực Long này tiên thú, đã là tiên thú vậy thì chính là yêu tộc có trí tuệ. Hắn phải nghĩ cách mới được, không thể bị nhốt mãi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, sau đó dè dặt tiến lên một bước, chắp tay nói với đôi mắt đèn lồng kia, bái kiến tiền bối, vãn bối Dương Bách Xuyên đi nhầm vào địa bàn của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Xin tiền bối rộng lượng cho vấn bối rời khỏi đây có được không? Một câu thăm dò như đá chìm đáy biển, không có phản ứng chút nào. Độc giác song Dực Long ở cách hắn 5-60 mét, mắt không chớp lấy một cái. Dương Bách Xuyên không đoán được suy nghĩ của độc giác song Dực Long. Sao đối phương lại không có phản ứng chứ? Không giết hắn, cũng không ăn hắn, bây giờ hắn bắt chuyện nó cũng không có phản ứng. Ý gì đây? Trong bầu không khí này, Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực. Sau đó, hắn lặp lại một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là không có phản ứng. Dương Bách Xuyên không nhịn được bèn hỏi chim thần ma, quả đen ơi, độc giác song Dực Long có ý gì? Chắc hẳn tiên thú đều biết nói chuyện nhỉ, không nói thì kêu một tiếng cũng được mài. Nhãi con à, không phải tất cả tiên thú đều biết nói tiếng người. Trên lý thuyết, tiên thú có đạo hạnh đều biết nói tiếng người, nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu rất ít, tiếp xúc với con người hoặc không cố ý học ngôn ngữ nhân tộc, thì tiên thú sẽ không biết nói. Chim thần ma cho Dương Bách Xuyên đáp án. Vậy ngươi nói xem có phải độc giác song Dực Long là tên ngốc không đủ thông minh không? Tên họ Dương nào đó bắt đầu suy diễn. Chim thần ma cười ha hả, không chừng thằng nhãi ngươi nói đúng đấy, trong yêu tộc có một số dị thú mang huyết mạch cực cao hay còn gọi là cao cấp, cho dù mở linh trí, nếu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì tâm trí sẽ rất thấp. Cho dù là yêu tộc tu luyện thành công, nếu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ một lòng tu luyện, thì tâm trí sẽ không cao. Nhớ là tâm trí chứ không phải trí thông minh, có một số yêu tộc chỉ số thông minh còn cao hơn nhân tộc các ngươi. Dương Bách Xuyên trầm ngâm hỏi, vậy ngươi nói xem trí thông minh của độc giác song Dực Long trước mặt có thấp không? Thằng nhãi nhà ngươi mới có trí thông minh thấp ấy, kỳ thú thế gian bậc này tuyệt đối không thiếu trí thông minh, có lẽ là tâm trí thấp một chút thôi. Chim thần ma mắng, nhưng lại khiến hai mắt của tên họ Dương nào đó chợt sáng ngời. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, đột nhiên hắn nghĩ tới nước sinh mệnh. Biện pháp lừa gạt yêu thú lúc trước lại hiện ra trong đầu hắn. Sau khi nước sinh mệnh thăng cấp, càn khôn chỉ linh nói công hiệu sẽ mạnh hơn, sau này còn có hiệu quả khống chế yêu tộc ở tiên giới. Vậy, có thể thử trên người độc giác song Dực Long trước mắt không? Nhưng sau đó Dương Bách Xuyên đã từ bỏ ý tưởng này. Con vật khổng lồ trước mắt mang lại cho hắn cảm giác quá mạnh, cho dù hắn mượn lực lượng của Hắc Liên, dốc hết vốn liếng thì cũng không nắm chắc có thể đối phó được. Cho độc giác song Dực Long uống nước sinh mệnh, lỡ như có sự cố gì thì hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Không đến lúc bất đắc dĩ thì tốt hơn hết là cố gắng. Đừng mạo hiểm. Nhưng cứ lãng phí thời gian thế này cũng không phải cách, dù sao cũng phải nghĩ cách ra ngoài mới được. Còn lối ra ngoài. Cách thật xa Dương Bách Xuyên vẫn nhìn thấy một sơn động phía sau độc giác song Dực Long, hẳn đoán 8-9 phần 10 là lối ra ngoài. Nếu đàm phán không có tác dụng, thì mạo hiểm đi đến sơn động phía sau độc giác song Dực Long xem sao. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên chậm rãi lùi về sau, di chuyển tới vách sơn động, sau đó từ từ đi về phía sơn động đằng sau độc giác song Dực Long. Khi sắp đến gần, hắn cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua đỉnh đầu. Cơ thể hắn văng ra. Hắn thấy rõ mình bị đuôi của độc giác song Dực Long quất vào người, trực tiếp quất bay. Dương Bách Xuyên rơi xuống đất,
xương cốt toàn thân gãy mấy khúc, quay trở lại vị trí cũ. Sau đó tiếng sàn sạt vang lên, cái đầu bự của Độc Giác Song Dực Long chậm rãi tiến lại gần hắn. Dương Bách Xuyên sởn tóc gáy. Phù, cái đầu to lớn của rồng Độc Giác Song Dực chậm chậm ghé sát lại người Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, nếu không phải tạm thời cảm nhận được có vẻ nó không có ác ý gì thì Dương Bách Xuyên đã không kiềm nổi mà xông lên rồi. Nhưng hắn biết dù có ra tay cũng chỉ tổ phí công, bởi trực giác nói với hắn rằng con rồng trước mặt không phải kẻ hắn có thể trêu vào. Giờ có thấy rồng Độc Giác Song Dực chậm chậm tiến lại gần thì hắn cũng chỉ còn nước tạm thời án binh bất động, chờ xem nó tính làm gì. Khi cái đầu khổng lồ kia chỉ còn cách Dương Bách Xuyên ba thước thì bỗng dừng lại, sau đó hai lỗ mũi khẽ phập phồng, khịt ra hai luồng khí trắng. Dòng khí thoát ra mũi rồng Độc Giác Song Dực nhẹ nhàng thổi qua mặt Dương Bách Xuyên, họ Dương sợ tới không dám thở mặt, cũng may hai luồng khí này không tạo thành thương tổn gì cho hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên định hỏi thăm chim thần ma xem có biết gì không, tiện thể nói chuyện với con chim mất dạy đó cho đỡ sợ, hay biết đâu nghĩ ra được ý kiến hay ho gì đó, nhưng ai ngờ lời truyền âm cứ như đá chìm đáy biển, vì chim thần ma đã dứt khoát giả chết, nhất quyết không thèm trả lời, hơn nữa kỹ thuật diễn vô cùng điêu luyện, xứng đáng đạt giải Oscar luôn. Khốn kiếp thật chứ! Dương Bách Xuyên mắng xối xả trong lòng, nhưng lại chẳng làm được gì con chim mất dạy đó, trước giờ lúc nào cũng thế, bình thường thì huênh hoang, mạnh miệng lắm, gặp chuyện một cái là nhát cái còn hơn thỏ đế. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên biết giờ không trông mong được gì ở con chim mất dạy đó nữa, xem ra kế tiếp phải tự lực gánh sinh rồi. Hắn dương mắt quan sát rồng Độc Giác Song Dực, lúc này, rồng Độc Giác Song Dực cũng đang đánh giá hắn. Lúc trước, khi nhìn từ đằng xa, hắn tưởng hai mắt của rồng Độc Giác Song Dực có màu đỏ, nhưng giờ nhìn gần mới phát hiện thật ra mắt nó không đỏ chút nào, trái lại là một màu đen tuyền như con người, điểm khác biệt duy nhất là mắt nó có tận hai con ngươi. Đứng nhìn đôi con ngươi to lớn trước mặt, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy bên trong có tận vài loại cảm xúc lẫn lộn. Ngoài tò mò, lạnh lùng, hời hợt ra thì còn pha lẫn cả chút vui sướng. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì những cảm xúc đó đã biến mất, đôi mắt kia lại trở về với dáng vẻ sâu thẳm thường ngày. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên thật sự rất muốn biết suy nghĩ trong lòng con rồng Độc Giác Song Dực này, rốt cuộc nó đang toan tính chuyện gì đây. Ngôn ngữ không thông, đánh nhau không có phần thắng, với họ Dương mà nói, đúng là quá khốn quân mà. Vấn đề là sao con rồng này lại dừng bước khi chỉ còn cách hắn đúng ba thước, rồi còn đứng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới nữa chứ? Mẹ kiếp, con yêu quái này tính làm gì đây? Đừng nói là đầu óc có vấn đề đó nha. Dương Bách Xuyên chửi thầm trong lòng. Vài phút trôi qua, rồng Độc Giác Song Dực vẫn bất động tại chỗ, Dương Bách Xuyên thật sự không nhịn nổi nữa, chửi thề trong lòng, mà cha nhà ngươi, cứ thế này hoài ông đây sẽ phát điên mất. Giải tỏa xong, Dương Bách Xuyên quyết định liều một phen. Hắn tập trung toàn bộ sức lực, bật người chạy thẳng tới vách sơn động, sau đó nhanh chân lao vọt về phía lối ra. Đáng tiếc! Bốp, ai ra? Hắn có cảm giác đầu mình vừa đụng vào một tấm sắt lạnh băng, chớp mắt đã bị dội ngược ra sau. Ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào mà cái đầu của rồng Độc Giác Song Dực đã chắn ngang đường đi của hắn. Ông nội ngươi! Họ Dương cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cố gắng chuyển vận toàn bộ sức lực, có hy sinh cái mạng này cũng được. Chứ rằng co hoài thế này hắn sẽ sụp đổ mất. Thằng nhóc này, người đừng làm bậy đó nha, vị trước mặt ngươi đây có thể sánh ngang với Đại La, thậm chí là mạnh hơn tất cả tiên nhân Đại La trên thế giới đấy, dù ngươi có cược cả mạng sống thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Chim, thần ma vội cất tiếng ngăn cản. Câm miệng, Dương Bách Xuyên quát chim thần ma. Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, hắn chỉ phân biệt được. Đây là giọng của nữ. Ta sẽ không ăn ngươi, vì trên người ngươi có hơi thở mà ta thích. Hả, chim mất dậy, ngươi nghe thấy không? Dương Bách Xuyên choáng váng, vội truyền âm hỏi chim thần ma. Chim mất dậy, Dương Bách Xuyên hỏi lại lần nữa, nhưng chim thần ma lại giả chết tiếp. Cứ vào thời khắc quan trọng là tuột miệng dây xích, đúng là chim thần ma hèn nhát mà. Mặc dù rất tức giận, nhưng Dương Bách Xuyên cũng chẳng làm gì được nó. Hắn ngẩng mặt nhìn rồng Độc Giác Song Dực. Đối phương vẫn đang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm như trước. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể khẳng định ban nãy quả thật có ai đó không phải chim thần ma nói chuyện với mình, mà nơi này ngoại trừ rồng Độc Giác Song Dực thì chẳng còn sinh vật sống thứ tư nào nữa. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vô cùng, vội quay sang rồng Độc Giác Song Dực, hỏi thử, là ngươi đang nói chuyện hả?
Ừ, giọng nữ lạnh lùng kia lại vang lên. Lần này, Dương Bách Xuyên có thể khẳng định chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên đến độ mắt chữ A, mồm chữ O. Hắn cứ tưởng rồng độc giác song dực không biết nói tiếng người, giờ xem ra điều đó không đúng. Với cả từ những lời nó nói lúc nấy thì hình như giữa nó và hắn có quan hệ gì thì phải. Nó nói thích mùi trên người mình đúng không? Thú vị rồi đây. Có điều hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc trên người mình có gì mà lại khiến rồng độc giác song dực thấy hứng thú chứ, đã từng nói, thích trên người. Mình hơi thở. May là mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, bởi rồng độc giác song dực đã tuyên bố sẽ không ăn mình. Giờ hai bên còn nói chuyện được với nhau, thật sự quá tốt. Điều Dương Bách Xuyên sợ nhất là hai bên không cách nào câu thông được. Với nhau, dẫn tới hiểu lầm chồng chất, cuối cùng là trở thành bữa phụ cho rồng. Độc giác song dực. Nghe thấy rồng độc giác song dực nói được tiếng người, tạm thời có thể kết luận nguy hiểm xem như được loại bỏ. Có thể nói chuyện được với nhau chính là một khởi đầu thuận lợi. Dương Bách Xuyên nghĩ hoài cũng không ra, rốt cuộc trên người mình có thứ gì mà lại khiến rồng độc giác song dực hứng thú tới vậy. Nhưng không sao hết, chỉ cần ở trong mắt rồng độc giác song dực, hắn vẫn còn giá trị, thì tạm thời tính mạng của hắn vẫn còn an toàn. Con người sợ nhất là không có giá trị. Với hắn mà nói, kế tiếp vẫn còn cơ hội trốn thoát. Trong tình huống khẩn cấp thì vẫn còn nước sinh mệnh cứu nguy mà. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên mặt đối mặt với rồng độc giác song dực, hít sâu một hơi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, nói, trước đó là ta sai, mạo phạm. Đến ngài, xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Hiện tại, họ Dương cảm thấy nhất định phải tỏ ra thật lịch sự, lễ độ, tuyệt đối không thể chọc giận đối phương. Nếu đã đánh không lại, vậy tới lúc thể hiện trí thông minh rồi. Có thể trốn thoát khỏi móng vuốt của rồng độc giác song dực này không phải dựa cả vào bộ não này hết đấy. Hắn cứ tưởng thái độ nhã nhặn, lịch sự đó của mình sẽ thành công lấy lòng con rồng này, ai dè lại như một quyền đấm vào bông vậy, bức bối chết đi được. Cảm giác như thể đàn gảy tai trâu vậy. Bấy giờ, rồng độc giác song dực trợn trừng đôi mắt to như đèn lồng, khó hiểu hỏi, tiền bối. Là sao? Mặt mày Dương Bách Xuyên xa sầm, xem ra tâm trí của con rồng độc giác song dực vẫn còn rất non nớt, có lẽ chim mất dậy nói đúng. Nó mới chào đời không bao lâu nên cách hành xử mới giống như một tờ giấy trắng. À thì, tiền bối là một cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng, là tôn xưng ta dành cho ngài với lòng tôn kính. Dương Bách Xuyên giật giật môi, giải thích. Sao ngươi lại tôn kính ta? Giờ phút này, rồng độc giác song dực chẳng khác nào một đứa trẻ tò mò với thế giới, ngây ngô như trang giấy trắng. Sự đối lập này khiến Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười. Họ Dương kiên nhẫn giải thích. Bởi vì ngài mạnh hơn ta đánh không lại ngài, ngài là cường giả, ta là kẻ yếu, thế nên ta tôn kính ngài, hay đúng hơn là ta sợ ngài. Ồ, ta hiểu sơ sơ rồi, nhưng ngươi không hề giống những kẻ ta từng gặp, ai trong số chúng cũng muốn hãm hại ta, bắt sống ta, thế nên đã bị ta nuốt hết vào bụng rồi, ngươi không cần sợ đâu, bởi ta sẽ không ăn ngươi, trên người ngươi có mùi mà ta thích, ta muốn ngửi mùi hương đó. Vừa nói, rồng độc giác song dực vừa di chuyển đầu thấp xuống. Hướng về phía Dương Bách Xuyên. Thấy cái đầu to bự của rồng độc giác song dực thò lại gần, Dương Bách Xuyên thấy tóc tai như dựng đứng hết lên, nhưng lại không dám động đậy. Tuy rồng độc giác song dực bảo sẽ không ăn hẳn, nhưng cũng chỉ là mấy lời chót lưỡi đầu môi thôi, làm gì có ai đứng ra bảo kê đâu. Hắn sợ bản thân mà cử động khác lạ là ngay giây sau sẽ biến thành miếng mồi ngon trong bụng rồng độc giác song dực liền, ban nãy không nghe thấy nó nói gì hả, nó đã ăn rất nhiều người rồi đấy. Rồng độc giác song dực hạ thấp cái đầu to lớn của mình xuống, ghé sát vào. Người Dương Bách Xuyên, gần như ra chạm ra luôn. Lúc này, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ và hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người nó. Bấy giờ, rồng độc giác song dực rúc đầu vào người hẳn, người tới người lui như một chú chó, hoặc cũng có thể là một đứa trẻ đang nỗ lực tìm xem hắn có dấu kẹo trong người không. Nhưng với họ Dương mà nói thì chẳng khác nào đang bị tra tấn. Bởi hắn thật sự rất khó chấp nhận chuyện một con quái vật cứ ngửi tới ngửi lui khắp người hắn, áp lực chết đi được luôn ấy. Thế là Dương Bách Xuyên cẩn trọng dò hỏi, à thì, tiền bối gì đó ơi, ngài có thể biến nhỏ lại một chút rồi hãng tiếp tục không? Chứ thân hình đồ sộ này khiến ta thấy áp lực lắm. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, rồng độc giác song dực lập tức dừng tay, đôi mắt to như đèn lồng linh hoạt đảo quanh, như đang tự hỏi điều gì. Sau đó, nó rụt cái đầu khổng lồ về, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên.
mở miệng bảo, để ta thử xem. Kỳ thật do Dương Bách Xuyên không thích cảm giác bị một loài sinh vật khổng lồ như vậy ngửi tới ngửi lui trên người mình nên mới thuận miệng hỏi rồng độc giác xong rực một câu, không ngờ nó lại đồng ý thật, hơn nữa giọng điệu lúc trả lời còn rất nghiêm túc. Điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang sững sờ, toàn thân rồng độc giác song rực bỗng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dần dần, vầng sáng ngày càng dày đặc, chói mắt, khiến Dương Bách Xuyên đang nhìn chằm chằm không chịu nổi mà vô thức nhắm hai mắt lại. Như vậy được chưa? Giây sau, bên tai vang lên một giọng nói, Dương Bách Xuyên mở mắt ra theo phản xạ, kết quả thì thấy. Phụt, hắn trợn trừng mắt, há hốc miệng, ngạc nhiên đến sững người. Sau đó, chẳng hiểu vì sao lại thấy mũi mình hơi nóng nóng, hắn vươn tay sờ. Chảy máu mũi luôn rồi. Suốt bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu hắn gặp tình huống này, à không hẳn, phải là rất lâu rồi mới đúng, vì tu hành càng lâu, định lực của hắn cũng ngày càng mạnh, không còn phản ứng quá mức với những cảnh thế này nữa. Điều này cũng dẫn tới hiện tại, hắn có cảm giác như thể kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ vậy. Không hề có tí định lực nào hết. Nguyên nhân chỉ vì trước mắt hắn chợt xuất hiện một người đẹp trần trụi với thiên nhiên. Mái tóc dài đen nhánh chạm tới eo, tùy ý buông lơi, đôi chân thon thả lồ lộ ngoài không khí, cả người không mảnh vải che thân. Trong mắt họ Dương nào đó, nàng không chỉ là một người đẹp đang khỏa thân, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết. Trước khi phi thăng, không phải hắn chưa từng ảo tưởng rằng ngày nào đó, bản thân sẽ có dịp gặp gỡ tiên nữ trong khung cảnh thật ướt át, mê người. Nhưng với điều kiện người ta là tiên nhân, là con người. Thế nên có nằm mơ hắn cũng không ngờ khung cảnh mỹ hoặc đầu tiên mà mình gặp khi tới tiên giới lại bắt đầu thế này, quan trọng nhất. Người kia không phải tiên nhân, mà là một tiên thú cường đại. Ngoài ra, phong cách cũng chật lất hết trơn, cuộc gặp ướt át, mê người mà hắn tưởng tượng tuyệt đối không phải như vậy. Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải xách giáo ra trận. Đau khổ hơn nữa là họ Dương biết với vai trò hiện tại của mình, cùng lắm chỉ được nhìn một chút, chứ nếu bảo hắn nghĩ cách xông lên thì thôi. Có cho vàng cũng chẳng dám đâu, bởi không chừng sẽ biến thành đồ ăn vặt của người đẹp. Luôn đó, hắn thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống thế này, đúng là trở tay không kịp mà. Má nó, trời cao tính ép ông đây phá vỡ đạo tâm của mình hay gì? Có điều, hì hì, hắn thích. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô thiếu nữ xinh đẹp cao 1m8, nhìn qua mới tầm tuổi xuân thì này chính là rồng độc giác song rực chứ không còn ai vào đây. Bằng chứng là hiện rồng độc giác song rực đã biến mất không thấy tăm hơi, nơi này chỉ còn lại một cô gái trần như nhộng. Cộng thêm ban nấy, Dương Bách Xuyên tình cờ nhìn thấy cặp mắt của nàng cũng có tận hai con ngươi. Ai mà ngờ con quái vật rồng độc giác song rực với cơ thể hùng vĩ dài cả 100 mét, thô như bồn nước kia lại có thể hóa thân thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tới vây đâu chứ. Ở tiên GN thú biết biến thân không hề lạ, trái lại không biến được mới lạ. Vấn đề là trong tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, hắn thuận miệng hỏi như vậy vì nghĩ rồng độc giác song rực sẽ chỉ biến nhỏ một chút, ai mà ngờ nó lại chơi lớn như vậy, đùng một cái đã hóa thành một cô gái đẹp ngất ngây luôn. Có biến thì cũng phải hợp lý chút chứ, tỉ như một kẻ cao lớn thô kệch chẳng hạn. Chứ biến thành dáng vẻ như bây giờ thì thử hỏi, sao họ Dương nào đó chịu cho nổi. Chao ôi, trời đất ơi, bổ mắt quá, ông đây đúng là có phúc, khặc khặc khặc. Đúng lúc này, con chim thần ma đậu trên vai Dương Bách Xuyên. Nấy giờ chỉ biết giả chết bồng vùng dậy la ó sùm, báo hại Dương Bách Xuyên suýt nữa là bị tiếng la hét của nó hủ chết. Trong cơn tức giận, Dương Bách Xuyên thẳng thừng nhét con chim mất dậy này vào không gian trong bình càn khôn. Bớt rốn, chưa bàn tới chuyện liệu rồng độc giác song rực có nổi trận lôi đình khi bị con chim mất dậy này quấy rối không, chỉ mỗi việc người ta đang khỏa thân thôi là đủ để họ Dương không muốn, cũng không cho phép con chim mất dậy kia nhìn rồi. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt phát hiện về phía cô gái. Hay đúng hơn là rồng độc giác song rực đứng đối diện khẽ cau mày, trái tim lập tức nảy lên thình thịch vì hoảng. Cũng may, sau khi thấy hắn nhanh tay thu con chim mất dậy về bình càn khôn, gương mặt cao có của rồng độc giác song rực cũng giãn ra theo. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cố rời mắt khỏi cơ thể trần trụi của người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hiện tại, hắn có thể xác định rằng rồng độc giác song rực thật sự là một yêu quái chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bằng sau khi biến thành người. Ít nhiều gì cũng phải nhớ kiếm bộ đồ mà mặc vào, đúng không? Chứ làm gì có chuyện cứ thế lổ lộ ngay trước mặt mình như vậy được. Xấu hổ quá chừng hà. Giờ đã nhỏ lại rồi, ta có thể tiếp tục được chưa? Trong lúc Dương Bách Xuyên cúi mặt,
cố rời mắt khỏi bức tranh quyến rũ kia, thì giọng nói của người đẹp lại như vang lên ngay sát bên tai hắn. Chao ôi, cha mạ ơi, vậy có khác gì đòi mạng không? Họ Dương ngẩng đầu, phát hiện cơ thể trần trụi kia đang đứng ngay bên cạnh, như sắp dán lên người hắn mà trò chuyện luôn rồi. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng lúc nói chuyện với hắn, không phải ảo giác mà là sự thật 100%, nơi đầu mũi còn lượn lờ mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cô nữa. Nháy mắt một cái, đầu óc hắn như trống rỗng. Mà mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ vẫn chưa đáng sợ, kinh khủng hơn nữa là cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng kia cứ dí sát vào người hắn, còn ra sức ngửi lấy ngửi để, hệt như trên người hắn có thứ gì hấp dẫn nàng lắm vậy. Này có khác gì muốn lấy mạng họ Dương đâu. Nếu không phải kiêng dè thân phận tiên thú cường đại của nàng thì họ Dương đã sớm đẩy nàng ngã ngửa ra rồi. Hấp dẫn chết đi được luôn đó, có biết không? Nhưng mà, lòng thì có nhưng gan thì không. Trước mặt hắn đây không phải một cô nương chân yếu tay mềm, mà là một tiên thú cường đại với thực lực sánh ngang đại la, thế nên đầu óc của họ Dương vẫn còn tỉnh lắm, biết tự đè nén dục vọng trong người xuống. Họ Dương cẩn trọng lùi về sau vài bước, rồi vội vàng điều khiển suy nghĩ, lấy từ trong không gian bình càn khôn ra một bộ quần áo khoác lên người cô gái xinh đẹp trước mặt, đặng nói, ta cứ tưởng ngài sẽ không biến thành hình dáng của con người, nhưng nếu bây giờ đã biến rồi thì phải mặc quần áo vào trước đã, tới đây. Mặc đồ vào đi, đừng nói gì hết. Cuối cùng, họ Dương vẫn quyết định làm một người tốt. Đợi cô nàng tò mò mặc đồ vào xong, họ Dương mới hít sâu một hơi, cảm giác khá hơn nhiều, bằng không tới nhìn thẳng hắn cũng không dám. Nữ thí chủ tình cờ chạm mặt trên tiên giới đúng là đẹp thật sự. Tính ra thì dù nàng đã mặc đồ vào, hơn nữa đó còn chỉ là một bộ áo thun, quần jean bình thường mà họ Dương lấy đại từ bình càn khôn ra, nhưng với người đẹp cỡ này, lúc không mặc với lúc mặc chính là hai bức tranh xinh đẹp theo hai hướng khác nhau, đặc biệt là khi quần áo còn làm tôn lên đường cong lả lướt trên người nàng. Nhưng ít nhất thì cuối cùng hắn cũng có thể bình tâm lại. Nàng đúng là một bài kiểm tra định lực sống mà. Sau khi ổn định tinh thần xong, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hướng mắt nhìn về phía cô gái, cũng có thể nói là rồng độc giác song rực. Hắn xác định, người đẹp trước mặt chỉ là một tiên thú ngây thơ, chưa từng đặt chân tới giang hồ. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nhưng dựa theo những lời ta sẽ không ăn ngươi của nàng lúc trước, có thể thấy, nàng cũng chẳng phải hạng người tốt bụng gì, nhưng Dương Bách Xuyên có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao nàng lại không tỏ ra thù địch với mình, còn bày tỏ trên người mình có mùi mà nàng thích. Ngài, thích thứ gì trên người tôi? Dương Bách Xuyên cẩn thận dò hỏi. Ngươi, trên người ngươi có mùi hương khiến ta cảm thấy rất thân thuộc, có điều ta không miêu tả được. Cô gái chớp mắt. Nói với Dương Bách Xuyên, thân thuộc, Dương Bách Xuyên sửng sốt, nàng gật đầu. Thế nên đó là lý do ngài không ăn ta, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi tiếp. Đúng vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi. Bấy giờ, nàng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, để lộ ý cười. Mỹ nhân mỉm cười, trời đất xoay vần, người nào có phúc, ôm giai nhân về. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng. Trong đầu họ Dương bỗng hiện lên câu thơ hoa mỹ kia. Người thiếu nữ này cười lên đẹp thật đấy, tạo cho người ta cảm giác muốn ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng trước khi làm rõ tình hình, họ Dương không có cái gan đó đâu. Sau đó, hắn hỏi tiếp, có thật là ngài sẽ không tổn thương ta không? Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm. Ừ, không tổn thương ngươi đâu. Cô gái chớp mắt, nghiêm túc trả lời. Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng, thế ngài có thể thả tôi đi không? Nếu đã không có ý xấu, cũng chẳng muốn tổn thương hắn, vậy cứ để hắn rời khỏi đây sớm một chút cho rồi, với cả hắn cũng chẳng muốn ở lại đây lâu đâu, hắn còn phải đi tìm ông già nữa mà. Nhưng vừa nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất, thay vào đó là vẻ cô đơn và đôi môi mím chặt, không nói câu nào. Dương Bách Xuyên có hơi hoảng, xem chừng là không muốn để mình đi rồi. Sau đó, con người của hắn bỗng đảo một vòng, hắn hỏi thử, ngài có thể cùng ta rời khỏi nơi này? Khi nào đi, ta sẽ dẫn ngài theo, được không? Cuối cùng thì cái đuôi sói của họ Dương vẫn không kiềm được mà lộ ra ngoài. Không được, ta không thể rời khỏi đây, ta còn phải bảo vệ Tiểu Bằng, chờ hắn ra đời. Nhưng ở đây một mình thì cô đơn lắm, ngươi ở lại với ta đi, ta thích mùi hương trên người ngươi, hơn nữa ngươi không hề giống với những kẻ khác. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên nghe người phụ nữ nói, cũng xác định được hai điều. Đầu tiên, nàng ấy nói rằng nàng ấy không thể rời đi vì nàng ấy phải bảo vệ gì đó. Thứ hai,
vì lý do này mà nàng ấy ở đây rất cô đơn, khí chất của Dương Bách Xuyên lại khiến nàng ấy cảm thấy thân thiện, chính vì lý do này mà nàng ấy không muốn Dương Bách Xuyên rời đi. Nói cách khác, không cho hắn rời đi, phải ở lại với nàng ấy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đầu. Sao có thể chứ? Không tổn thương hắn, nhưng hắn muốn rời đi thì không thể. Dương Bách Xuyên biết rằng nàng ấy muốn giữ hắn lại không khó chút nào, nếu đánh nhau, hắn cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng việc hắn ở lại mãi mãi là điều không thể. Vì thế vẫn phải tìm cách. Nếu không được, thì thử nước sinh mệnh. Dù sao thì hắn cũng không thể nào ở lại đây được. May mắn thay, người phụ nữ do độc giác Song Dực Long biến thành không hề có ác ý với hắn, ngược lại có cảm giác ỷ lại vào hắn. Từ góc độ này, thế cục cũng không phải là không thể thay đổi. Không phải nàng ấy nói phải bảo vệ Tiểu Bằng, sao? Đã là bảo vệ thì nhất định phải có nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân mới có thể tìm ra giải pháp. Bây giờ chỉ không biết Tiểu Bằng mà nàng ấy nhắc đến là thánh thần phương nào. Lẽ nào là một con độc giác Song Dực Long khác, nếu đúng như vậy thì có lẽ sẽ khó xử lý. Nhưng nghĩ mà nói, hẳn là không có khả năng, nếu như còn có một con độc giác Song Dực Long thứ hai, có lẽ đã xuất hiện từ lâu rồi. Hơn nữa Dương Bách Xuyên hiểu rõ rằng nàng ấy nói, là bảo vệ. Bảo vệ có hai loại khả năng, thứ nhất, mặc kệ nàng ấy bảo vệ cái gì, rất có thể là yếu đuối hoặc không thể động. Thứ hai, thứ nàng ấy muốn bảo vệ rất quan trọng, nếu không thì sao có thể khiến cho một tiên thú cấp bậc đại la phải nghiêm túc như vậy. Khiến nàng ấy không ngần ngại nhốt mình ở đây, nàng ấy là cấp bậc đại la, nhưng lại thuần khiết như một tờ giấy trắng. Dương Bách Xuyên lúc này cũng tò mò, Tiểu Bằng mà nàng ấy đang canh giữ rốt cuộc là cái gì. Dù sao thì đánh nhau cũng không thể giải quyết được nên bước tiếp theo là vận dụng trí óc. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bắt đầu nói chuyện với nàng ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trước tiên hắn phải lấy được lòng tin của nàng ấy mới có thể tiến hành từng bước một. Dù sao mục đích chính là rời khỏi đây. Vậy ta còn chưa biết tên của ngươi. Ngươi có tên không? Dương Bách Xuyên nghĩ rằng một yêu tiên đơn giản như giấy trắng như vậy chắc chắn không có tên nên nghĩ đến việc đặt cho nàng ấy một cái tên để tăng thêm độ tin cậy, tiến thêm một bước giao tiếp. Về phần nàng ấy này có lòng tốt với mình, Dương Bách Xuyên sẽ không đơn phương tin tưởng, dù sao hắn cũng không còn là người mới nữa. Cách an toàn nhất là lấy được lòng tin sau khi giao tiếp với nhau. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, một lần nữa nó lại đi chệch khỏi diễn biến kịch bản mà hắn mong đợi. Chỉ nghe nàng ấy nói, ta có một cái tên ta là Tuyết Hương, tên mẫu thân đã cho ta trong ký ức. Khi tự xưng là Tuyết Hương, tâm tình nàng ấy có chút dao động, đầu tiên là vui mừng, sau đó là buồn bã. Dường như còn có chuyện xưa. Dương Bách Xuyên nhất thời không biết nói gì, vốn trong dự liệu của hắn, nàng ấy này sẽ lắc đầu nói mình không có tên, lúc này hắn có thể đặt cho nàng một cái tên, bằng cách đặt cho nàng một cái tên, hắn có thể thuận thế tiến thêm một bước trao đổi với nàng ấy. Nhưng hắn lại không ngờ người ta có tên là Tuyết Hương, cái tên này nghe rất hay, trong sáng như chính nàng ấy, lại thích hợp, mấu chốt là nó chặn chủ đề mà hắn muốn tiếp tục, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên và nói, khụ khụ. Tên người rất hay, phụ mẫu người cũng ở đây sao? Dương Bách Xuyên hỏi một điểm quan trọng, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy kinh hãi, một nha đầu như nàng ấy hẳn đã không thể đối phó, nếu nàng ấy còn có phụ mẫu. Dương Bách Xuyên cũng không dám nghĩ tới. Tuyết Hương này thoạt nhìn giống như một tờ giấy trắng chưa từng ra ngoài xã hội, nhưng nếu là phụ mẫu của nàng ấy thì chưa chắc, hắn có thể lừa gạt được. Nàng ấy, nhưng có thể lừa gạt được phụ mẫu của người ta sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Mấu chốt là Dương Bách Xuyên bị lời nói của Tuyết Hương làm cho sợ hãi, nếu như phụ mẫu nàng ấy có mặt ở đây, hẳn sẽ gặp rắc rối lớn. Trong lòng lo lắng nhưng trên mặt lại rất điềm tĩnh, Dương Bách Xuyên nhìn Tuyết Hương. Chờ đợi câu trả lời của nàng ấy. Nhưng ánh mắt Tuyết Hương tối sầm, nói, ta cũng không biết, ta từ khi tỉnh lại liền ở trong cái hang động đáy hồ này, trong đầu ta không có bao nhiêu ký ức, chỉ biết tên của ta là mẫu thân ta đặt cho, ta phải bảo vệ Tiểu Bằng, khi nào Tiểu Bằng xuất thế, ta mới có thể rời khỏi đây, đây chính là ký ức mẹ ta để lại cho ta. Nghe xong, Dương vừa đồng tình với nàng ấy vừa thở phào nhẹ nhõm. Theo những gì Tuyết Hương nói, ở đây dường như không có con độc giác Song Dực Long thứ hai, chỉ có Tuyết Hương và Tiểu Bằng mà nàng ấy nói đến. Nghĩ tới đây, chim tạp mao trước đó đã nói rằng độc giác Song Dực Long đã biến mất rất lâu từ thời viễn cổ, và nó biến mất cùng với yêu tổ côn bằng gì đó.
Thật là một điều kỳ diệu hiếm có khi một con độc giác song rực long như tuyết hương có thể xuất hiện ở đây. Ô ngại quá, ta hỏi nhiều rồi, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta tin sau này ngươi có thể tìm được phụ mẫu của mình. Nhân tiện, tiểu băng mà ngươi nói là gì vậy? Nó cũng là một con độc giác song rực long giống ngươi sao? Dương Bách Xuyên bắt đầu nói. Không, tiểu băng là hậu duệ của yêu tộc Côn Bằng, vẫn còn là trứng chưa nở, chờ tiểu băng nở ra và xuất thế, ta có thể rời đi. Dứt lời, trên mặt tuyết hương hiện lên vẻ say mê. Chỉ là hỏi vu vơ, nhưng sau khi nghe thấy lời này vẻ mặt của hắn thay đổi mạnh mẽ, trong lòng dâng lên một làn sóng. Mặc dù chưa bao giờ gặp Côn Bằng nhưng tên tuổi Côn Bằng và nhiều truyền thuyết khác nhau như sấm truyền bên tai. Mô tả trực quan nhất về Côn Bằng trên thế gian được ghi lại trong sách đạo. Giáo cổ thôn Trang Tiêu Giao Du mà hắn biết. Bắc Minh có một con cá, tên là Côn, Côn lớn đến mức không biết dài mấy ngàn dặm, hóa thành chim, tên là Hoa Bằng, không biết lưng bằng dài mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh che cả mây trời. Truyền thuyết về Côn Bằng khá nổi tiếng. Dương Bách Xuyên không ngờ rằng Tuyết Hương sẽ tiết lộ hoàng như vậy. Côn Bằng Dương Bách Xuyên thở dài vô cùng. Nhưng vào lúc này, trong đầu ta vang lên thanh âm của linh hồn Bình Càn Khôn, tiểu tử, đại cơ duyên trong đời ngươi đến rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy cho được trứng Côn Bằng. Côn Bằng sao, là một sự tồn tại vượt qua cả cửu thiên, vượt qua tam giới, nếu tiểu tử ngươi có thể có một con Côn Bằng, ha ha, sẽ trở thành thú cưỡi đứng đầu trong tam giới cửu thiên. Bình Càn Khôn ta chọn ngươi làm chủ, quả thực là đúng đắn, ngươi là người có vận may lớn, ngay cả Côn Bằng cũng có thể gặp được. Mấu chốt là trứng Côn Bằng chưa nở, chỉ là cơ duyên rất lớn. Vận may chắc chắn ám chỉ những người như ngươi, nếu ngươi ấp một quả trứng Côn Bằng và Côn Bằng được sinh ra trong tương lai, ngươi sẽ là chủ nhân và là người đầu tiên có thú cưỡi trong tam giới. Ha ha, lời mà lão chủ nhân nói có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai, Côn Bằng ngao du thiên địa, cửu thiên, tam giới yêu tổ chúng sinh chỉ có Côn Bằng dám xưng tổ. Nghe lời linh hồn Bình Càn Khôn vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên như có tiếng sám. Hắn nghĩ tới sự mạnh mẽ Côn Bằng trong truyền thuyết, nhưng nghe ý tứ của Bình Càn Khôn, dường như còn vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Và hắn cũng rất phấn khích. Đúng như linh hồn Bình Càn Khôn nói, Côn Bằng hiện tại là trứng, cho nên hắn có cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong mắt Dương Bách Xuyên lóe lên một tia sáng. Khoảnh khắc tiếp theo khi hắn nhìn Tuyết Hương, nụ cười trên mặt hắn trở nên thân thiện hơn. Tuyết Hương, ta đã quyết định ở lại nơi này với ngươi. Ta cảm thấy ngươi một mình ở chỗ này thật quá đáng thương, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ tiểu bằng ra đời, ngươi thấy thế nào? Dương Bách Xuyên lúc này mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại khinh thường chính mình, sao có thể vô liêm sỉ, lừa gạt một cô gái chưa từng bước ra xã hội như vậy? Tuy nhiên, so với trứng Côn Bằng, cảm giác tội lỗi này nhanh chóng bị đè nén trong lòng Dương Bách Xuyên. Là một người cầu đạo, hắn có mục tiêu và thời gian do linh hồn Bình Càn Khôn đặt ra, hắn rất cần Côn Bằng. Người ăn năng lượng thuần khiết cửu thiên và vượt qua tam giới cửu thiên, là người trợ giúp của hắn trên con đường cầu đạo trong tương lai. Tốt quá Tuyết Hương, một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với những nguy hiểm của thế giới bên ngoài, bày tỏ niềm hạnh phúc của mình bằng từ tốt quá. Được rồi, nếu ta đã đồng ý ở lại với ngươi, có phải ngươi nên dẫn ta đi chào hỏi tiểu bằng không? Dương Bách Xuyên bắt đầu nói dối. Thủ đoạn của Dương Bách Xuyên chỉ có thể áp dụng với Tuyết Hương, người chưa từng trải đời, nếu là người khác. Hắn có thể sẽ bị tát chết. Đáng tiếc Tuyết Hương là một cô gái non nớt, đơn thuần, bị Dương lừa gạt cũng không có chút cảm giác nào. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rất rõ mấu chốt là Tuyết Hương có thiện cảm tự nhiên với hắn, nếu không thì khó mà nói được. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đột nhiên muốn tìm hiểu vì sao Tuyết Hương tự nhiên có cảm tình với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có linh hồn Càn Khôn mới có thể giúp hắn trả lời vấn đề này, về phần chim thần ma, Dương Bách Xuyên không có hy vọng. Sau đó Dương Bách Xuyên hỏi, Càn Khôn, ngươi có biết vì sao nàng ấy này lại có thiện cảm với ta không? Nàng ấy nói ta có khí chất mà nàng ấy thích. Rất đơn giản, bởi vì ngươi tu luyện đạo thần công pháp. Càn Khôn tạo hóa công là công pháp tu luyện bậc nhất thế gian, sức mạnh khí tức tỏa ra gần với thiên đạo nhất, không có gì ngạc nhiên khi tiểu bằng long này có cảm giác thân thiết với ngươi, bởi vì tổ tiên bọn họ ở thời viễn cổ cũng tu đạo thần. Cho nên nàng ấy đã cảm nhận được luồng khí quen thuộc trên người ngươi. Có lẽ cũng là do cô đơn lâu ngày, trong suy nghĩ của nàng ấy, sẽ xem ngươi như đồng loại, ở tiên giới không có ai tu đạo thần, ngươi là độc nhất vô nhị. Linh hồn Càn Khôn đưa ra một lời giải thích. Dương Bách Xuyên có vẻ khá hợp lý, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc này,
Dương Bách Xuyên đang giao tiếp với linh hồn càn khôn trong đầu, vừa nhìn Tuyết Hương thiền định, cũng không có thúc giục nàng ấy. Suy cho cùng, trong lòng một yêu tiên giản dị như Tuyết Hương, từ khi có trí nhớ nàng ấy đã biết mình phải bảo vệ trứng côn bằng và chờ côn bằng ra đời, đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nàng ấy. Hiện tại Dương Bách Xuyên nhờ nàng ấy dẫn hắn đi xem côn bằng trứng, ngay cả Tuyết Hương ngây thơ cũng không thể không suy nghĩ. Dương Bách Xuyên vô sỉ căn bản không quấy rầy Tuyết Hương suy nghĩ, hắn biết lúc này yên lặng chờ đợi là lựa chọn tốt nhất, thúc giục nàng ấy sẽ phản tác dụng. Dù sao, tiểu nha đầu này hắn cũng đã nắm chắc. Đây là hậu quả của việc chưa trải đời, khi gặp những người như Dương Bách Xuyên, bị bán còn giúp đếm tiền. Đương nhiên, nói như vậy, đây là bởi vì Tuyết Hương vốn có cảm giác thân thiết với Dương Bách Xuyên, nếu không hắn liền sẽ bị Tuyết Hương ăn thịt ngay từ đầu. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên đã lợi dụng sự tin tưởng của Tuyết Hương, điều này thực sự có chút vô liêm sỉ. Nhưng theo hắn thì điều đó không thành vấn đề, miễn là hắn không có ác ý với nàng ấy. Về phần trứng côn bằng, Dương Bách Xuyên quyết tâm phải lấy được, dù sao nếu không lấy được, sớm muộn người ta cũng sẽ phát hiện ra nơi này, lúc đó Tuyết Hương và trứng côn bằng cũng không giữ được. Đúng là Tuyết Hương hiện tại cực kỳ mạnh mẽ đối với Dương Bách Xuyên, nhưng chỉ vậy thôi, chung quy thì nàng ấy vẫn chỉ ở cấp độ Đại La, nhưng trong cả tiên giới thì Đại La thực sự không là gì cả. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cũng tìm được lý do để mình cảm thấy an tâm. Kỳ thật hắn biết không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không tốt lắm, hắn nói không quan tâm, nhưng thực tế thì sao? Hắn vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng sự tin tưởng đơn giản của Tuyết Hương dành cho hắn. Đi tới một lúc, thấy Tuyết Hương loay hoay một lúc, nàng ấy lại ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên, nói, được, ta dẫn người đi gặp Tiểu Bằng. Được, nên làm Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi. Đi với ta, Tuyết Hương vừa nói vừa quay người đi về phía hang động mà Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy trước đó và nghĩ rằng đó là lối ra. Dương Bách Xuyên nghi ngờ đi theo Tuyết Hương vào trong hang, nhưng không nhịn được hỏi, Tuyết Hương, đây là lối ra sao? Không, đây chính là nơi ở của Tiểu Bằng, nơi này là đáy hồ Sơn Địa, căn bản không có đường ra khỏi hang động, muốn ra ngoài cần phải có bí pháp mới mở. Được thông đạo, giờ khắc này, khi Tuyết Hương lên tiếng, Dương Bách Xuyên có loại cảm giác như nhất thời ảo giác. Bởi vì hắn dường như nhìn thấy khóe miệng Tuyết Hương nở một nụ cười tinh quái khi nói về lối ra ngoài, tuy nhiên, khi Dương Bách Xuyên nhìn nàng ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc hoặc thậm chí ngây thơ như cũ, không hề có chút dấu vết nào. Nó chút nào khoảnh khắc xảo quyệt trước đó. Ảo giác rồi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Sau khi theo Tuyết Hương vào hang, họ chỉ đi được vài bước là đến cuối hang. Nói cách khác, đã đến trước một cánh cổng. Hang động này cao và rộng hơn chục mét, rất rộng rãi. Đi được khoảng 50-60 mét thì dừng lại, thứ xuất hiện trước mặt là một kết giới màu trắng đục chói mắt, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ từ xa. Hắn không cần hỏi cũng có thể nói, nếu có người muốn đến gần nơi này, nhất định sẽ không có kết quả tốt, kết giới phản vệ là khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, Tuyết Hương nói, đây là kết giới hình thành từ xưa, lực công kích rất mạnh mẽ, về sau đừng xông vào nơi này. Nếu không sẽ bị đày vào khe nứt không gian và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Dương Bách Xuyên cảm thấy như nàng ấy này đang cố tình hù dọa hắn. Bất quá hắn chỉ có thể viết ra, nhưng trong lòng lại nói, sau này, không có sau này không tồn tại, ta sẽ không ở đây quá lâu, ta phải đưa cả ngươi và trứng côn băng ra ngoài. Tất nhiên, cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cũng từ bỏ ý định trộm trứng côn băng. Tuyết Hương nói xong, lông mày đột nhiên sáng lên, một phù văn từ trong ánh sáng bạc chói lóa bay ra. Rơi thẳng vào kết giới. Khoảnh khắc tiếp theo, rào chắn phát sáng rực rỡ và bắt đầu xoay. Mở rồi, chúng ta vào thôi. Tuyết Hương lên tiếng ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi theo mình, hai người tiến vào kết giới. Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại trong ánh sáng chói lóa, và trong khoảnh khắc, vầng sáng tiêu tan. Hắn lại mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở trong một không gian hang động khác. Và ở trung tâm của hang động rộng hơn 100 mét vuông này, một vật hình tròn khổng lồ lơ lửng trong tầm mắt hắn. Trứng khổng lồ, Dương Bách Xuyên mở miệng, trong lòng cảm thán. Dài khoảng 9 thước, cao khoảng 3 thước. Toàn bộ bề mặt khổng lồ lấp lánh ánh sáng rực rỡ, và thứ chói mắt nhất là dòng chữ nổi trên bề mặt khổng lồ. Dòng chữ màu vàng là thứ mà Dương Bách Xuyên chưa từng thấy trước đây, nó cổ xưa, nặng nề và bí ẩn. Đây có phải là trứng côn bằng không? Sau khi định thần lại, Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm và tiến về phía trước.
đây là một quả trứng côn bằng cổ xưa, tiểu bằng vẫn còn ở bên trong, và ta không biết khi nào nó sẽ được sinh ra. Tuyết Hương vừa nói vừa nhìn quả trứng côn bằng. Côn bằng nở có lẽ không dễ dàng phải không? Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh côn bằng và hỏi ngẫu nhiên. Tuyết Hương nói, cần cơ hội, ta chỉ biết bảo vệ nó, lại không biết cách ấp nở. Nó. Dương Bách Xuyên lúc này đã đi đường vòng tới côn bằng trứng bên kia, nhìn quả trứng khổng lồ, hắn không khỏi vươn tay ra, hắn thực sự rất tò mò, đây chính là một quả trứng côn bằng, cho dù nó được đặt vào tiên giới, nó là tồn tại cấp độ hóa thạch, không sờ một chút sao được. Đừng chạm vào, lúc này giọng nói của Tuyết Hương vang lên rất lớn. Tuy nhiên, đã quá muộn, Dương Bách Xuyên vốn đã đặt một tay lên quả trứng của côn bằng. Bùm một tiếng ầm ầm vang lên từ bên trong quả trứng côn bằng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy dòng chữ vàng trên quả trứng của côn bằng hiện lên, trong khoảnh khắc nó dường như biến thành những con rồng sương mù khổng lồ và quét về phía hắn. Tiểu bằng, đừng làm tổn thương hắn. Trong phút chốc, sắc mặt Dương Bách Xuyên tái nhợt như tờ giấy, toát mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được một hơi thở dường như có khả năng hủy diệt trời đất phun ra từ quả trứng côn bằng, đè lên người hắn, thẳng vào trong. Chỉ trong chốc lát, Dương Bách Xuyên cảm giác được thân thể của mình sẽ bị vỡ thành từng mảnh, linh hồn sẽ bị phân tán. May mắn thay, sau khi Tuyết Hương phát ra âm thanh, hơi thở và những dòng chữ vàng chảy trên đó lại đột nhiên tắt đi, xuất hiện và biến mất cũng nhanh chóng như vậy. Hừ, Dương Bách Xuyên thở hổn hển và ngồi xuống đất, hắn mồ hôi đầm đìa, lập tức ngã xuống đất. Chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng cái chết đến như vậy. Nhưng đều do hắn tự chuốc lấy. Trong lòng biết trứng côn bằng không phải vật phàm nhưng vẫn không nhịn được mà chạm vào nó. Kết quả bi thảm. Ngươi ổn chứ, dòng chữ trên quả trứng côn bằng là sự kế thừa sức mạnh bảo vệ của côn bằng. Nó được dùng để bảo vệ tiểu bằng bên trong. Tiểu bằng không biết ngươi. Nếu ngươi chạm vào nó một cách hấp tấp, nó sẽ tấn công ngươi. Tuyết Hương đỡ Dương Bách Xuyên đứng dậy và nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên bị dọa sợ, hẳn không thể tưởng tượng được. Một quả trứng côn bằng có sức mạnh như vậy. Yêu tổ côn bằng thực sự là loại tồn tại nào? Hu hu, ta không sao, khụ, là lỗi của ta không ngờ thứ này. Lại mạnh đến thế, Dương Bách Xuyên lúng túng nói và vô thức lùi lại, giữ khoảng cách với trứng côn bằng. Kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, nếu ngươi được tiểu bằng đồng ý, sau này nó sẽ không tấn công ngươi. Tiểu bằng còn chưa nở, nó đang ngủ trong vỏ trứng, tấn công giống bản năng hơn. Đó là sức mạnh bảo vệ của truyền thừa lực lượng của côn bằng, chờ một chút. Ta sẽ liên lạc với tiểu bằng, để nó nhận ra ngươi, tiểu bằng thật sự rất nghe lời và tốt bụng. Tuyết Hương vừa nói vừa nghĩ đến trứng côn bằng, bước tới giao tiếp với trứng côn bằng. Tốt bụng, ha ha, một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hung hãn như vậy, thể gọi là tốt bụng sao? Dương Bách Xuyên trong lòng than thở, vô cùng kinh hãi. Dương Mỗ lẩm bẩm trong lòng, nhìn Tuyết Hương đi về phía trứng côn bằng, về phần bản thân hắn, lúc này có đánh chết cũng không nghĩ lại chuyện quá khứ lúc nãy mình suýt bị dọa cho mất mật. Tốt hơn hết là đợi đến khi Tuyết Hương xử lý xong lại nói đi. Tuyết Hương duỗi ra đôi bàn tay như ngọc tạc, đặt lên trên quả trứng côn bằng. Nhưng lại không hề hấn gì, quả trứng côn bằng cũng không có bất kỳ dị động bất thường nào. Được rồi, Dương Mỗ trong lòng rất phiền muộn, nhưng không có cách nào, đối với trứng côn bằng mà nói, Tuyết Hương là người thân, còn hắn chỉ là người xa lạ. Nếu lúc trước Tuyết Hương không hô lên dừng lại, có lẽ hắn đã bị trứng côn bằng giết chết. Nghĩ đến đây, nếu hắn thật sự bị một quả trứng giết chết, hắn sợ mình sẽ trở thành trò cười ở tiên giới. Thấy Tuyết Hương nhắm mắt lại, một tay đặt lên quả trứng côn bằng bắt đầu giao tiếp. Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng như vậy, mặc dù côn bằng còn chưa xuất thế, nhưng một thiên địa chi linh như nó xuất ý thức trước khi sinh ra là chuyện hết sức bình thường. Một lúc sau, Tuyết Hương mở mắt ra, nhìn Dương Bách Xuyên nói, người đặt tay lên, để lại ấn ký trên trứng côn bằng. Lần sau tiểu bằng sẽ không tấn công ngươi. Vẫn còn phải tới sao? Dương Bách Xuyên nghe lời nói của Tuyết Hương, đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ. Đừng sợ, lần này ta đã nói với tiểu bằng, nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Dưới đôi mắt to nghiêm túc của Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên hoàn toàn. Không thể không tin được. Hắn nơm nớp lo sợ bước đến, lúc chạm vào quả trứng gần như nhắm chặt mắt. Ngay khắc tiếp theo, khi hắn chạm vào trứng côn bằng. Có một chút ấm áp, rất cứng, còn có một luồng khí lưu rộng lớn trong đó. Đây là cảm giác của Dương Bách Xuyên đối với trứng côn bằng. Lúc trước động vào bị dọa cho mất hồn mất vía cũng không có cảm giác gì, lúc này lại cảm thấy có vài phần hiểu rõ trứng côn bằng.
mặc dù trong lòng vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm, nhưng lần này thực sự là không xảy ra chuyện gì. Lưu lại một sợi ấn ký của ngươi là được rồi, lần sau tiểu bằng sẽ không tấn công ngươi nữa. Những lời của Tuyết Hương vang lên bên tai. Dương Bách Xuyên gật đầu, lưu lại ấn ký của mình trên trứng côn bằng, lập tức bị hấp thu vào trong đó. Sau đó hắn rút tay về, không hề có chuyện gì cả. Tuyết Hương, ngươi giao tiếp với trứng côn bằng như thế nào? Dương Bách Xuyên thản nhiên hỏi. Giao tiếp bằng tâm niệm, bây giờ ngươi đã để lại ấn ký cũng có thể giao tiếp. Với tiểu bằng, ngươi có thể thử. Lúc này, Tuyết Hương đang rất cao hứng. Dương Bách Xuyên dùng tâm niệm để giao tiếp. Sau nửa ngày, hắn ngượng ngùng nhìn Tuyết Hương, không có phản ứng gì. Ca, tiểu bằng đang ngủ, có lẽ là nó tạm thời không muốn giao tiếp với ngươi nên mới không phản ứng lại, đợi sau này từ từ à được. Tuyết Hương nghiêm túc nói, nhưng lại khiến Dương Mỗ rất bất đắc dĩ. Nói trắng ra, hắn chính là bị côn bằng chê. Hừ, tiểu gia ta mới không so đo với một quả trứng. Ngươi chờ một chút, ta muốn dùng pháp lực tẩm bổ cho tiểu bằng. Tiếp theo, Tuyết Hương nói với Dương Bách Xuyên, ra hiệu cho hắn tránh một chút. Nhưng lời nói dừng lại bên tai Dương Bách Xuyên khiến hắn có chút kinh ngạc nói, dùng pháp lực tẩm bổ. Ừ, mỗi tuần lễ, đều phải cung cấp pháp lực cho tiểu bằng tẩm bổ để bảo. Đảm sinh mệnh lực cùng với hỗ trợ cho việc xuất thế, Tuyết Hương giải thích. Lời vừa dứt, lòng bàn tay của Tuyết Hương tỏa ánh sáng rực rỡ, tiên lực cường đại độ nhập vào bên trong trứng côn bằng, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được lực lượng cực nóng như đang thiêu đốt. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi, năng lượng cực nóng như thế không sợ nấu chín nó sao? Đương nhiên là không, côn bằng thế nhưng là một yêu tổ cường đại trong vũ trụ, cho dù chỉ là trứng côn bằng thì cũng không giống bình thường, mà bản thân trứng côn bằng cũng được sức mạnh truyền thừa bảo vệ, năng lượng cực nóng này chỉ tốt cho sự ra đời của tiểu bàng, vì vậy không cần phải lo lắng về việc nó sẽ bị nấu chín. Câu trả lời của Tuyết Hương luôn rất nghiêm túc. Điều này cũng phản ánh một mặt ngây thơ đơn thuần của nàng ấy. Nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ cho rằng Dương Mỗ đang đùa giỡn. Mắt Dương Mỗ đột nhiên sáng lên sau khi nghe xong. Lúc này, Càn Khôn Chỉ Linh cũng nói, ngươi có thể thử giúp trứng côn bằng độ nhập pháp lực liền sử dụng thanh liên tiên hỏa của ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội thâm nhập vào trứng côn bằng. Theo lý thuyết thì ngươi sẽ có cơ hội thu phục một con côn bằng đấy. Còn vị Tuyết Hương kia, sau này ta cũng có thể giúp một chút. Dương Bách Xuyên cố gắng nói, hắn biết lời nói của Càn Khôn Chỉ Linh rất có đạo lý. Cũng có thể thực hiện được, chỉ là điều quan trọng nhất là Tuyết Hương có thể cho phép hắn tiếp xúc với trứng côn bằng hay không. Cuối cùng vẫn hỏi ra, nhưng hồi lâu vẫn không thấy Tuyết Hương trả lời. Dương Bách Xuyên xem xét, nhưng lại thấy Tuyết Hương đã nhắm mắt, đặt tay lên trứng côn bằng. Nhìn sắc mặt nàng ấy rất nhợt nhạt, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên minh bạch, pháp lực mà Tuyết Hương độ nhập cho trứng côn bằng không đơn giản như hắn nghĩ. Hắn nhớ rõ con chim tạp mạo kia đã nói, hình như thời viễn cổ, độc giác song rực long hay là nói côn long sau khi trưởng thành, đã đi theo côn bằng để tồn tại, cho nên nghĩ lại, chuyện Tuyết Hương đang làm bây giờ chính là sứ mệnh của nàng ấy. Hắn cũng không biết nàng ấy đã kiên trì trong bao nhiêu thời gian vì sứ mệnh này, nhưng chắc chắn là không ngắn. Đây là một cuộc chiến lâu dài đang ngày càng trở nên tiêu hao. Cũng chỉ có cô gái thiên chân vô tà như Tuyết Hương mới đi làm chuyện này. Không biết vì lý do gì, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy thương tiếc và đau lòng cho Tuyết Hương. Lúc này, hắn nghĩ rằng dù là vì bản thân hay vì nàng ấy, hắn cũng nên làm gì đó. Trứng côn bằng rõ ràng là một cái hố không đáy, mà Tuyết Hương lại là người lấp hố. Dương Bách Xuyên cũng rất kính nể nàng ấy. Thấy Tuyết Hương đang hết sức chăm chú, Dương Bách Xuyên cũng không quấy rầy nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu một cuộc trò chuyện với Càn Khôn Chỉ Linh trong tâm trí của mình. Hắn muốn hỏi Càn Khôn Chỉ Linh những gì nó biết về côn bằng và Tuyết Hương, bởi vì Càn Khôn Chỉ Linh kiến giải càng sâu sắc hơn con chim tạp mạo kia nhiều. Càn Khôn, người nghĩ gì về mối quan hệ giữa côn bằng và độc giác song rực long, người nói cho ta nghe một chút. Dương Bách Xuyên trực tiếp hỏi Càn Khôn Chỉ Linh. Chuyện này nói ra cũng có chút thú vị, ha ha, có tin đồn rằng vào thời điểm khai thiên lập địa ai, côn bằng được sinh ra, vượt ra ngoài tam giới và cửu thiên, trở thành yêu tổ chí tôn. Tộc có một mạch biến dị là độc giác song rực long, tất nhiên, trước khi thành niên được gọi là độc giác song rực long, còn sau khi trưởng thành, chúng được gọi là côn long, nhận được điểm hóa bởi yêu tổ côn bằng, kể từ đó nó đã trở thành tùy tùng dưới trướng của yêu tổ côn bằng. Đây cũng là một tồn tại nổi tiếng trong tam di hiện tại xem ra,
tiểu cô nương trước mặt này quả thật có chút liên quan thú vị với trứng côn bằng, có thể nói, từ tình huống nàng ấy độ nhập cho côn bằng năng lượng, ta suy đoán rằng côn bằng nếu xuất thể cần nàng ấy trở thành vật hy sinh. Côn bằng đã vượt qua tam giới và cửu thiên, muốn xuất thế làm sao có thể dễ dàng như vậy, có hy sinh là chuyện bình thường, số phận của nha đầu này có lẽ đã bị sắp đặt từ lâu, nàng ấy tồn tại là để trở thành vật hiến tế cho sự ra đời của yêu tổ côn bằng một đời mới. Dựa theo tình hình hiện tại của trứng côn bằng được nàng ấy tẩm bổ, khi côn bằng phá trứng mà ra, đó chính là thời điểm nàng ấy phải hy sinh, theo trứng côn bằng ngày càng mạnh hơn, sẽ càng cần nhiều năng lượng để thôn phệ. Nếu không, thực lực tu vi của nha đầu này không chỉ như thế này, côn long còn là thiên địa dị chủng, cho dù là một con ấu thú chưa dưỡng thành, thực lực của nó chắc chắn còn hơn cả đại la. Đợi lát nữa, ngươi có thể thử hỏi nàng ấy một chút, có phải tu vi của nàng ấy đã từng thoái lui? Nếu có, thì, lực lượng mà trứng côn bằng hấp thu từ nàng ấy đang ngày càng tăng lên, trái lại cảnh giới thực lực của nha đầu này đang giảm xuống. Nếu không, dựa theo cấp độ của nàng ấy, thực lực trong trạng thái này có thể so sánh với tiên vương của tiên giới, chứ không chỉ là một đại la nho nhỏ. Càn Khôn Chỉ Linh nói cho Dương Bách Xuyên biết quan điểm của nó. Nhưng nghe vào Dương Bách Xuyên trong lòng, nhìn Tuyết Hương đang độ nhập năng lượng vào trứng côn bằng ở phía xa, trong lòng hắn lại cảm thấy không có mùi vị gì. Nhà đầu ngây thơ này có lẽ không biết rằng cơ duyên để côn bằng phá trứng mà ra chính là sinh mệnh của mình, một ngày kia khi mà côn bằng xuất thế, thì cũng chính là ngày mà nàng ấy tiêu tán trong đất trời. Để một nhà đầu ngây thơ đơn thuần như vậy tiêu tán trong đất trời, Dương Mỗ thật sự có chút khó chấp nhận. Nói như vậy, trứng côn bằng không phải rất âm hiểm sao? Dương Bách Xuyên cau mày, trong đầu nói với Càn Khôn Chỉ Linh. Cũng không phải, những sinh linh mạnh mẽ mà bí ẩn trên thế gian này sẽ có cái gì đó đặc biệt. Có lẽ ý thức trong trứng côn băng cũng sẽ không biết, cái giá để nó xuất thế chính là nha đầu này, xem ra là có người đã sắp xếp hết thảy. Càn Khôn Chỉ Linh nhàn nhạt nói, nội tâm Dương Bách Xuyên run lên khi nghe thấy câu cuối cùng, nhưng hắn không hỏi tiếp, bởi vì có một số việc mà Càn Khôn Chỉ Linh có thể không biết, hắn dù có hỏi cũng có thể không phải chuyện gì tốt. Vấn đề bây giờ là hắn chỉ muốn giúp Tuyết Hương, một nha đầu ngây thơ đơn thuần. Nếu ta luyện hóa trứng côn băng thì Tuyết Hương không còn là tế phẩm nữa đúng không? Dương Bách Xuyên hỏi Càn Khôn Chỉ Linh. Càn Khôn Chỉ Linh lên tiếng, đây không phải là chuyện vớ vẩn sao, nếu ngươi luyện hóa trứng côn bằng thì tất nhiên có thể ngăn cản tai họa cho tiểu cô nương, nhưng kéo theo đó, tiểu tử ngươi sẽ gặp họa, nhưng không thành vấn đề, ngươi đã trở thành chủ nhân của côn bằng, trả giá đắt cũng là chuyện nên xảy ra. Vấn đề bây giờ là tiểu tử ngươi trước tiên phải khiến tiểu cô nương này đồng ý để ngươi cung cấp năng lượng cho trứng côn bằng, thì mới có cơ hội tiến hành tế luyện trứng côn bằng, để có thể trở thành chủ nhân của côn bằng trong tương lai. Ta không nghĩ là vấn đề nằm ở chỗ cung cấp năng lượng cho trứng côn bằng, mà khó khăn là muốn tế luyện một quả trứng côn bằng, người có ý định gì, trứng côn bằng cũng không dễ tế luyện như vậy đâu phải không? Dương Bách Xuyên hỏi. Càn Khôn Chỉ Linh nói, đó là tất nhiên, được xứng danh là côn bằng trong vũ trụ, cho dù đó chỉ là một quả trứng thì cũng không bình thường, nhưng tiểu tử ngươi cũng rất may mắn, thế mà thực sự có thể nhận được thanh liên tiên hỏa. Đây chính là điều kiện để thành công, đến lúc đó ngươi liền sử dụng thanh liên tiên hỏa để tẩm bổ trứng côn bằng, mỗi lần thêm một giọt tinh huyết, sau 7 tuần thì đại công cáo thành. Dương Bách Xuyên sững sờ, đơn giản như vậy, đây không phải chỉ là phương pháp tế luyện bình thường thôi sao? Khi Dương Bách Xuyên nghĩ đến muốn tế luyện trứng côn bằng thì nhất định cần một số bí pháp đặc biệt, ai mà biết theo lời Càn Khôn Chỉ Linh lại đơn giản như vậy. Đừng nghĩ vấn đề quá phức tạp, có một câu nói gọi là đại đạo đơn giản nhất. Những thứ trên thế giới càng đơn giản, thì nó lại càng phản pháp quy chân, nhưng mặt khác thì nó cũng không tính là đơn giản. Ngươi có thanh liên tiên hỏa, lại còn có công pháp càn khôn, bản thân điều đó đã là một điều kiện mà người bình thường không có, mà trứng côn bằng dù sao cũng chỉ là một quả trứng, không phải là côn bằng thực sự. Nếu là côn bằng chân chính thì nhóc con ngươi đừng mơ nghĩ tới, chỉ vì chỉ là trứng nên đây là một cơ duyên tuyệt vời đối với ngươi, dù sao côn bằng bên trong trứng cũng chỉ là ý thức. Nó cũng không thể phát huy ra thực lực cường đại của nó, cho nên một trận huyết tế đơn giản liền trực tiếp có thể dễ dàng thu phục. Càn Khôn Chỉ Linh đưa ra một lời giải thích. Dương Bách Xuyên nghe xong liền yên tâm. Nếu đã có cách trợ giúp Tuyết Hương, mà hắn lại còn có thể thu phục được một thú cưỡi cường đại có khả năng trở thành yêu tổ. Về phần nhân quả mà Càn Khôn Chỉ Linh đã nói hắn sẽ gánh chịu trong tương lai, thì cũng chẳng là gì cả. Vấn đề tiếp theo là hắn phải thuyết phục Tuyết Hương cho phép hắn tham gia vào việc tẩm bổ pháp lực cho trứng côn bằng, đến lúc đó hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà hoàn thành thu phục trứng côn bằng.
Khi đang nói chuyện với Càn Khôn Chỉ Linh, Tuyết Hương ở bên kia dừng tay lại. Sau khi hoàn thành việc tẩm bổ pháp lực cho trứng côn bằng, dường như cơ thể nàng ấy hơi run rẩy một chút. Dương Bách Xuyên vội vàng đi tới giúp đỡ, Tuyết Hương, người thấy thế nào rồi? Ta không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng một phen là ổn thôi. Sắc mặt Tuyết Hương vô cùng tái nhợt. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên bây giờ đã hiểu tình huống của nàng ấy. Lúc này, hắn biết Tuyết Hương đang tiêu hao sinh mệnh lực của chính mình, đúng như Càn Khôn Chi Linh đã nói, khi côn bằng phá trứng mà ra, đó là lúc nàng ấy hương tiêu ngọc tổn, hoặc là nói, khi sinh mệnh lực của Tuyết Hương hoàn toàn cạn kiệt, thì đó cũng chính là ngày côn bằng xuất thế. Điều này có lẽ nha đầu đơn thuần này vẫn chưa ý thức được. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực trên người Tuyết Hương lúc này rất suy yếu. Còn nói là không sao, sinh mệnh lực trong cơ thể ngươi đang dần xói mòn, ta không tin ngươi không biết. Lúc này, Dương Bách Xuyên không thể giải thích được cảm thấy đau lòng cho nha đầu ngây thơ đơn thuần này. Tuyết Hương khẽ mỉm cười, nhìn Dương Bách Xuyên nói, trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, ta rất thích cảm giác này. Cho dù Tuyết Hương đối tốt với hắn là vì hắn tu luyện Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, hay là vì lý do gì, Dương Bách Xuyên lúc này đều muốn giúp nàng ấy. Ban đầu, nước sinh mệnh vốn không có ý định dùng cho nha đầu đơn thuần này, nhưng bây giờ hắn quyết định thử một chút. Thứ nhất, hiện tại Tuyết Hương cần bổ sung sinh mệnh lực. Thứ hai, Dương Bách Xuyên biết lúc này nàng ấy rất tin tưởng chính mình. Nếu lấy ra nước sinh mệnh, thì không chỉ có thể giúp nàng ấy, mà còn có thể khống chế nàng ấy. Đương nhiên, lúc này, Dương Bách Xuyên không muốn khống chế nàng ấy, mà chỉ muốn giúp nàng ấy. Sự khống chế của nương sinh mệnh chỉ là tương đối. Chỉ cần trong lòng hắn không coi Tuyết Hương là nô bộc, thì sẽ không coi là khống chế. Tuyết Hương, ta muốn giúp ngươi, ngươi có tin tưởng ta không? Dương Bách Xuyên hỏi sau khi đỡ nàng ngồi xuống. Tất nhiên, tiểu cô nương mở to mắt trả lời nghiêm túc, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi không chỉ có khí tức mà ta thích, mà còn có thể cảm nhận được hiện tại ngươi quan tâm đến ta. Cảm giác này là điều ta chưa bao giờ cảm thấy trong nhiều năm qua, ta thích cảm giác này, vì vậy ta tin tưởng ngươi. Dương Bách Xuyên nghe Tuyết Hương nói, trong lòng không khỏi thôi thúc một giọt nước sinh mệnh tụ trong lòng, nghiêm túc nhìn Tuyết Hương nói, mặc dù ngươi là tộc nhân của yêu tộc, nhưng ta biết ngươi đang từng ngày truyền pháp lực vào trứng côn băng, thật ra là đang tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải đã tu luyện tu vi cao hơn bây giờ không? Có phải là theo thời gian ngày càng dài, sức mạnh mà trứng côn bằng cần ngày càng nhiều hơn, điều này có phải đã khiến cho tu vi của ngươi giảm sút hay không? Ánh mắt Tuyết Hương đột nhiên mở to, nhưng nàng ấy vẫn gật đầu, coi như ngầm chấp nhận lời này. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Bách Xuyên hiểu được nha đầu này chỉ là ngây thơ đơn thuần, chứ không ngốc, nàng ấy có thể đoán được sinh mệnh lực của mình sẽ tiêu hao cạn kiệt cho trứng côn bằng. 2. Đây là nước sinh mệnh, ta cũng không muốn lừa dối ngươi, để ta nói thật với ngươi. Thứ này rất thích hợp với bất kỳ yêu tộc nào trên thế gian, nó cũng có thể nâng cao thực lực huyết mạch, có thể nói là bảo vật của yêu tộc, ngươi bây giờ cần nước sinh mệnh, có thể bổ sung lại sinh mệnh lực đã mất của ngươi. Nhưng, nước sinh mệnh cũng có nhược điểm đối với yêu tộc các ngươi, hoặc là nói cũng không tính là nhược điểm, chính xác mà nói, nhược điểm này chỉ nhằm vào ta, nước sinh mệnh là bảo vật trong tay ta, cho nên một khi ngươi lấy đi, sinh tử của ngươi đều nằm trong tay ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.